nông giận rân nhiều manh lừng. Khi phát sanh tinh cần vô cùng, mua mèn là o lung tung. Màng sanh măng đo dần rung cả người, rang dầm tăng tanh tình sân hận. Tiền đứng xưa căn dặn lắm lần, người mà tánh nết không sân. Nhân mà là mật khoe thân là thường, người muôn thân để nhường người thân. Hay dối chỉ cưng răng tranh đời, làm thinh chẳng thốt một lời. Như thần nhân này không rời phân ngôn, đôi khác vân thôn tồn thái độ. Hoặc tham sân đau khổ si mê, nhìn sự vui thu hoa huệ. Nhìn luôn những tiếng khen chê của đời, nhìn ca thai những lời đâm thọc. Nông lành cùng răng độc các loài, rủi ro gầm lung nàng tai. Cùng đều nhìn hết chẳng sai tấn lòng, nhìn ca thai muối mộng do năng. Mới gọi là ba nhân trăm lần, phước bao to lớn muôn phần. Theo lời phân dài ân cần suy tôn, có pháp nhân suy tồn của quy. Ta thấy ai thường truy trong đời, xưa trào sân đẹp cho người. Đều do nhân này pháp thời thân cao, pháp nhân này khác nào kiều lô. Hoặc vi như xe cổ rước người, thiện nhân truy thức trên đời. Sanh về nhàn cánh cõi trời thiếu chi, nếu gồm tu nhiều khi phương đức. Nhằm niết bàn lầm tương chân sai, nhân này hạnh phúc hơi ai. Không hào của cải phước hoài dây vô, mọi người thấy hoan hô khen ngợi. Đến sư nào được lời như thường, chư thiên người thấy đều thương. Do nhờ nhân này thường thường quen tâm, xin nhân nhớ người tầm đạo đức. Trì giới và ráng xưng tham thiện, bố thí nhân này chân kiên. Bao nhiêu công qua phước liền như không. Nhưng người đã làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, trước hết phải thương đến cha mẹ đã qua vãng, phải thương đến chư thiên người trong các nơi. Nhưng là người trong nhà mà chẳng nên bón xén, nên làm việc phước thi. Lại phải tương đến tứ đại thiên vương, hộ trì bốn châu thiên hạ. Một là đấng vua Cu Về Đa, hai là đấng vua Tha Ta Rát Tha, ba là đấng vua Huy Ru Bắc Kha, bốn là đấng vua Huy Run Ha Ca. Là chúa ca chư thiên, có đủ sự sang ca. Chúa chư thiên ấy nếu được người cung dường, do phép hồi hướng, người làm đăng phước lành đã hồi hướng ấy. Chẳng phải không hiểu qua, mà chẳng thật được sự qua bao. Còn như các sự than không, uẩn ưng hoàng thường tiếp, thai đều vô ích. Nhân là sự than không, chẳng ích chi cho người qua vang. Khi người không long thường tiếc, uẩn ưng ăn năn, sau này đều là sự vô ích không không. Vì người qua vang chẳng được nghe và biết những điều ấy. Nếu đắc khi na đà na, mà người đã cúng dường rồi, là phước thi đến chư tăng. Đắc khi đà đà đa ấy mới được kết quả lợi ích lâu dài. Đến những quyên thuộc đa hoa văn, do nhờ hiệp theo duyên cơ. của cái để dành, ở nơi sâu thẳm hoặc nơi gần bờ, mong khi việc đến bất ngờ, có mà sử dụng nương nhờ vượt qua. Nhưng khi gầm trần can qua, đàn vua dần cướp nợ nhà đôi ăn, hoàng trong những lúc khó khăn, mượn nhờ của ấy vượt lần tư sinh. Của chôn dù gắng sức mình, khi cần chưa chăng một trinh có dùng. Hoàng của gì chuyên băng tung, hoàng là quên mất, hoàng rồng mang đi. Hoàng già xoa lấy băng thì, hoàng người thừa từ len mang đi dùng. Hoàng phước đến lung kết chung, tài sản cũng mất chẳng dùng được chi. Của cai do phước hành trì, bố thí trì giới hành thiền luyện tâm, cúng dường báo tháp chúng tăng. Mẹ cha khanh là người thân họ hàng, của ấy được chôn kỳ cạn, đồng hành khi sống khi sang luân hồi. Kẻ khác không thể cướp đi, người chỉ biết rõ hành trì tự thân. Của ấy là vân đồng hành, hòa niềm ương muôn hoàng xanh trời người. Làn da sang đẹp xinh tươi, dòng nôi thành thoát da người thanh tao. Được làm thu lanh tối cao, quyền cai địa phần xưng hào đại vương. Đạt được hạnh phúc luân vương, luôn quyền cai quan thiên khương coi trời. Thành đạt qua bao người trời, hoặc qua giai thoát khỏi nơi luân hồi. Nhờ thiên bàn hữu phụng bồi, thân hành đúng pháp chứng rồi tuệ minh. Giải thoát tư tuệ tam minh, thinh văn độc giác hoặc sinh Phật Đà. Đều nhờ phước ấy mà ra, bởi thế bần suy ngợi ca phước này. Phước ấy thật lớn lao thay, người khôn nhớ kỹ làm ngay mà nhờ. Thân người hiện tại đây, ví như lá cây chín có màu vàng. Tay sai của diêm chúa, là sự chết ta đến tìm người. Người là nguồn cội của sự vô ngã, lộ phi là việc lành của người cũng chẳng có. Người chỉ có nương nhờ nơi mình, người mau cố gắng cho ra bậc thông minh. Chẳng nên chịu tôi mê nữa, khi đã làm như thế thì đừng dưng khói trần lao. Nhưng là tình dục chẳng còn phiền não, và đến thanh vinh là nơi có pháp quyền chiêu.